Xin chào mọi người, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Ba Tràng. Với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Và hôm nay ở video này thì xin phép được giới thiệu và gửi đến mọi người một cặp lục bình sứ Ba Tràng. Kích thước của sản phẩm là cao 50 và đường kính bụng là 22 nhé. Cao 50, đường kính bụng 22. Cặp lục bình này thuộc cái dòng là sứ trắng, sứ xuyên sáng và họa tiết vẽ tay, và đã được mạ thêm vàng 24K. Cái vàng này là vàng sau khi mà đã làm thành một chiếc bình rồi, vẽ vàng nước lên bên trên, nung lại nhiệt độ 800 độ C nữa thì cái vàng nó sẽ bám vào trên này rất là chắc nhá. Và cái nền sứ thì chúng ta nhìn thấy trắng tinh như đá, cái men này của nó là men khư và màu xanh ngọc. Chính vì vậy khi kết hợp với cái hàng sứ trắng và cái men xanh ngọc nó lơ lơ ấy, thì nhìn cái bình của chúng ta nó như là cái bình ngọc, nhìn rất là đẹp. Cái sứ xuyên sáng, mình sẽ quay cho mọi người xem cái sứ xuyên sáng nhé. Cái độ dày của cái bình này của nó là 0,5 cm, độ dày của bình là 0,5 nhé. Về cái độ dày này có thể nó sẽ su si đi, có thể là nó sẽ dày hơn một chút và có thể là nó sẽ mỏng hơn một chút, bởi vì cái cách thức làm cái bình này là đổ khuôn, nên là đổ hồ vào trong khuôn và chờ một thời gian cho cái hồ nó bám lên thành khuôn ấy thì sẽ đổ lại cái hồ thừa ra. Chính vì vậy nếu như mà thời gian lâu hay là nhanh, nhiều khi là cái độ dày của bình là quyết định bởi vì cái thời gian là lâu hay là chúng ta để hồ trong cái khuôn lâu hay là chúng ta cho ra nhanh. Chính vì là hàng thủ công mà, chính vì vậy nó không phải lúc nào nó tuyệt đối 100% đâu. Hàng sứ xuyên sáng thì mọi người nhìn ở đây nhé, chúng ta nhìn thấy nó nhấp nháy sáng cái bình ấy. Đấy, gọi là hàng sứ xuyên sáng. Tất cả những sản phẩm như thế này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không xếp mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Và cái giá một cặp bình này nó là 10 triệu một cặp. Thì cái giá mọi người lên trên mạng có thể tham khảo rất nhiều cái mức giá về cái sản phẩm nó khác nhau. Như cái lọc bình này có những loại cũng là cao 50, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 6 triệu một cặp cũng có, nhưng cái loại đấy là loại sứ mỏng và vẽ ít vàng và vẽ họa tiết nó cũng đơn giản hơn. Ở những cái hàng vẽ tay này nhé, cái họa cái bình ấy, cái giá của bình nó phụ thuộc rất nhiều vào cái họa tiết ở trên bình, vẽ kỹ hay vẽ thường. Và cái đối với dòng sản phẩm mạ vàng thì cái lượng vàng vẽ trên bình là nhiều hay ít thì nó cũng quyết định đến cái giá thành của sản phẩm. Thì mình xin phép được quay quanh cái tác phẩm này. Thực ra thì cái hàng mà đắt tiền hay là hàng tầm trung ấy, nếu như mà đặt hai cái bình ở cạnh nhau thì mọi người sẽ có thấy được cái sự so sánh ngay. Còn nếu như mà với những ai mà lần đầu nhìn ấy thì có thể mọi người nhìn thấy cái hàng ở mức tầm trung thôi, mọi người cũng thấy nó rất là đẹp rồi. Chúng ta quay quanh một lượt để chúng ta nhìn nhé. Một mặt là hình ảnh rồng này, một mặt hình ảnh phượng, đây là hình ảnh long phụng trầu bát khí. Chúng ta cặp lục bình này chúng ta trưng bày tại bàn thờ thì cực kỳ là đẹp và sáng nhé. Cái cặp bình này, cái dòng men lam ngọc này với hàng đất trắng khi mà bày trí tại không gian mà nó có nhiều ánh điện ấy, kết hợp với vẽ vàng này thì nó sáng bừng lên rất là đẹp. Đây là hình ảnh phượng hoàng này, ở giữa là hình ảnh bát khí này, một bên là hình ảnh rồng này. Đấy, chúng ta nhìn nhé, gọi là long phụng trầu bát khí. Xoay mọi người nhìn cùng nhìn chi tiết được cái tác phẩm này, cầm nó rất là nặng và chắc tay mọi người nhé. Và tất cả những sản phẩm này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không xếp mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Và mọi người có thể truy cập vào trong kênh để xem thêm nhiều những cái sản phẩm mình đã review chi tiết nhất để cho mọi người có thể hiểu tượng tần về sản phẩm. Đây là gì đấy này, đây là trên miệng này. Và sản phẩm thì nó có các cỡ là cao 50 và cao tầm 60, cao 45 cũng có. Thế nên là nếu như mà mọi người đang quan tâm ấy, mọi người vui lòng chụp ảnh lại cái mẫu sản phẩm này nhé, chụp lại gửi qua Zalo. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì là nếu như mọi người chỉ gọi điện thôi, nếu mà nói cái tên ấy, có thể là mọi người xem ở trên mạng thích một mẫu rồi, nhưng mà mọi người nói cái tên của nó ra thôi thì nó rất khó để biết chính xác mọi người quan tâm đến mẫu nào. Cũng là long phụng nhưng có nhiều kiểu vẽ long phụng khác nhau lắm, chứ không phải là chỉ có một kiểu này đâu. Có những mẫu thì có thể là cái giá thành của nó sẽ thấp hơn, và cũng có những mẫu mà cái giá thành của nó cao hơn. Chính vì vậy để chuẩn nhất thì mọi người vui lòng chụp ảnh lại cái mẫu sản phẩm để gửi cho chúng tôi để chúng tôi biết chính xác là mọi người đang quan tâm đến mẫu nào. Và ngoài ra thì chúng tôi còn nhận chế tác mẫu sản phẩm theo yêu cầu nhé, mẫu sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Sau khi xem xong những cái video của mình, nếu như mọi người thấy video hay và ý nghĩa
Thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Và giờ thì mình xin phép được quay cận vào tác phẩm để chúng ta có cái nhìn rõ nhất. Cái giá thành của sản phẩm thì có thể sẽ thay đổi theo thời gian nhé, chứ không phải là lúc nào cái mức giá cũng sẽ giữ ổn định như vậy. Và thì mọi người nhìn thấy đây, nhiều khi nhìn trên video là nó cứ bị đen đen cái viền, thì mình sẽ cho tờ giấy này lên, mọi người nhìn ở cái góc bên này, mạng bên này nhé, chúng ta sẽ nhìn thấy cái ánh vàng kim nó sáng rực rỡ lên. Tất cả những cái viền đen đều là vàng kim hết mọi người nhé. Tất cả những cái viền đen đều là vàng kim hết. Như chúng ta nhìn thấy một bên là hình ảnh Phượng Hoàng này. Phượng Hoàng đang tung cánh bay này. Cái nền sứ chúng ta nhìn thấy cái nền sứ nó mọng cực kỳ, nó rất là mọng và trong và sâu. Đây là hình ảnh rồng. Đây là hình ảnh rồng, chúng ta nhìn thấy hình ảnh rồng này. Ở giữa là hình ảnh bát khí nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Xin chào mọi người.